Trâm. Tôi tới thăm Út May. Ủa, sao cô biết Út May ở đây? Ông tướng nói cho tôi biết. Cô ngồi đi. Út May sao rồi? Bác sĩ nói là Út May không sao. Vậy cũng may. Chuyện lần này cũng là lỗi tại tôi. Nhìn Út May nằm trên giường bệnh như vậy, tôi rai rứt lắm. Chắc là mấy bữa nay em gái tôi khổ tâm và lo lắng cho tôi dữ lắm. Nhưng mà tại sao anh lại đi bán thận vậy? Dù cho gia đình khó khăn cỡ nào thì bán thận của mình là nguy hiểm lắm, anh có biết không? Tôi biết chứ. Bán thận là bước đường cùng mà. Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại bế tắc như vậy đâu. Anh có biết ông Quang Tuấn rất quý Út May hay không? Ông đã nói với tôi, ông sẵn sàng tạo điều kiện nâng đỡ Út May một khi Út May chấp nhận cơ hội của ông. Như vậy thì sao? Còn sao nữa? Bất cứ ai lọt vào tay ông á, thế nào cũng được nổi tiếng. Út May mà thành công á, thì gia đình của anh sẽ qua được khó khăn. Cô có vẻ hiểu ông chủ của mình quá ha. Thì tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với ổng thôi, nên biết sao nói vậy. Nhưng mà tóm lại, tôi thấy ổng là người tốt, có địa vị cao, và dĩ nhiên là có thể tin tưởng được. Tôi thì không tin ai hết. Tôi không muốn Út May một thân một mình lên Sài Gòn này để sống bon chen, vất vả giữa những cạm bẫy. Cạm bẫy cái gì chứ? Anh Hai Bình à, anh là anh hai của Út May. Tôi nghĩ chắc là anh hiểu. Út May có những ước mơ của nó, với thực tài mà nó có, tôi nghĩ chỉ cần cơ hội tới nữa thôi là Út May sẽ thành công. Nhưng mà tại sao anh cứ nhất quyết ngăn cản Út May nắm lấy cơ hội của nó vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không tin tưởng ông Quang Tuấn, nên tôi không muốn Út May dính líu tới con người đó. Ông Quang Tuấn ấy, thì có gì xấu mà anh phải sợ? Thôi, tôi thấy mệt rồi, không muốn nói chuyện này nữa. Mà nè, tại sao mỗi lần gặp tôi, cô lại cứ muốn dặn dẹo, thuyết phục tôi phải đồng ý để Út May phải đi theo ông chủ của cô vậy? Thì tôi muốn tốt cho Út May thôi, và đó cũng là cách để cho gia đình anh thoát nghèo còn gì. Ý cô là sao? Ý cô muốn nói là tôi là một thằng bất tài vô dụng, không làm nên tính sự gì, đến nỗi tôi phải sống bám cho thành công của em gái hả? Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi không có ý đó đâu. Thôi, cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Được rồi, nếu anh không muốn nói chuyện nữa thì tôi về. Tôi xin lỗi anh vì đã nhiều chuyện. Chắc là anh chưa ăn gì đúng không? Quá đáng lắm không? Dù sao thì cậu cũng có ý tốt với Út May mà. Nè nội, nội uống thuốc đi nội, hơi đắng chút, nội ráng nghe nội. Nóng đó nội. Nội cảm ơn con nha. Mấy lúc rày mà không có con á, nội cũng không biết làm sao nữa. Trời, con nói rồi, cả cái xóm này á, có mình con là thương nội thôi à. Nhưng mà nội lo giữ gìn sức khỏe nghe nội. Anh em thằng hai có mình nội thôi đó. Nội mà có bề gì ai khổ, tụi nó khổ chứ ai. Nội biết chứ, nhưng mà bay cũng biết hoàn cảnh của nội rồi đó. Nay mai con mẹ Từ nó qua đây, nó làm bà Mỹ cho mình coi. Con mẹ Từ á hả? Con mới gặp mẹ hồi sáng nè. Con mẹ cũng hùng hổ dữ lắm, nghe đâu á là đòi lên xã thưa cái vụ nợ nần của nội đó. Trời đất ơi, nó tính lên xã thưa nội dạ, nữa hả? Nhưng mà con cản rồi. Con nói thằng Hai Bình lên Sài Gòn bán thận rồi, để nó đem tiền về nó trả cho. Con kêu bả ráng chờ thêm vài ngày nữa đi. Mà nói thiệt nghe nội, con không có ham cái cảnh mà nhà nội được trả nợ mà thằng Hai phải mất đi trái thận đâu. Chẳng qua con nói để cho bả để trì hoãn được ngày nào hay ngày đó thôi. Nội hiểu tụi bay, mà thiệt tình là nội lo cho thằng Hai dữ lắm. Mà cái thằng cha và bá này thiệt á, đáng đem đi con xấu đó.
Cảnh nhà rối ren vậy nè, mà thằng Trả cứ cà nhõng đi ăn nhậu suốt ngày à. Bữa nay thì nó biết lo rồi. Sáng sớm này nó xin tiền nội để lên Sài Gòn thăm thằng hai. Vậy hả nội? Hèn chi. Sáng này nè, con mới lục đục dọn quán. Thằng Trả mò quan Trả hỏi thằng hai nằm bệnh viện nào. Coi bộ nó cũng bắt đầu biết lo rồi đó. Chắc là nó nghe thằng hai bán thận, rồi nó cắn rứt, rồi nó sợ. Vậy mà con cứ tưởng Trả chỉ biết sợ thua bài, thua độ thôi chứ. Nội cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà nghe nó nói muốn lên trển á, nội thấy cũng phải. Nhưng mà thôi đi nội ơi, con nghe khó tin quá. Nội nuôi khỉ mà nội không biết khỉ muốn sao hả nội? À, tự nhiên cái Trả tử tế ngang hông vậy. Con nghi quá à, chắc chắn là có ý đồ. Hết đường rồi. Con đường này. Ủa, Trả? Mày... Ê, cái thận mày mới gửi trống hả? Vậy tiền mày để đâu? Đưa tiền cho cha đi con. Cha làm gì vậy cha? Lấy tiền chứ làm gì? Làm gì có thận ở trọng. Út mày ở trọng đó. Út mày gặp tai nạn. Cái gì? Ở trọng là út mày hả? Dạ. Nói vậy là mày chưa có bán thận hả? Trời đất ơi, bây giờ mày tính sao? Con mẹ tự của mẹ hâm tao ở dưới. Nếu mà tao không có tiền trả cho con mẹ thì con mẹ bẻ hết răng của tao kìa. Trời ơi, bây giờ con nhức đầu dữ lắm. Cha đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Mày có biết là bộ mày tưởng là có mình mày nhức đầu thôi hả? Tao cũng vậy nè. Mẹ mày, tao tưởng là mày biết lo lắng cho gia đình này lắm, cho nên mày mới đi bán thận. Ai dè mày chỉ là anh hùng rớm thôi. Cha, nếu cha không lo lắng cho con á, vậy thì cha lên đây làm gì? Hay là cha lên đây để con bán thận được chưa? Bán được bao nhiêu tiền? Bây giờ con bán không được rồi, không có tiền cho cha. Cha quay qua cha chửi con hả cha? Mày im đi. Mày đừng có hạch sách tao nữa. Tụi bây hả, chuẩn bị dắt nhau ra khỏi nhà hết đi. Nếu không hả, con mẹ Từ cũng tới đuổi ra khỏi nhà hết rồi. Dạ. Lúc đó đừng có nói sao mang nhục cả đám nghe chưa. Dạ, cho nó nhỏ được không cha? Đây là bệnh viện đó cha. Không, tao thích là lớn gì được không? Bây giờ con không còn tâm trạng gì để nghĩ tới chuyện đó đâu cha. Con đang lo cho út mày lắm. Mày lo cho nó mà không nghĩ nhà cửa cái gì hết hả? Mày chờ đi, còn bị cái đó nó mà khỏe lại, tao tống nó vô chùa cho mày coi. Kiệm cha, cái làm gì vậy? Buông ra. Mày buông tao ra coi. Buông ra. Cha, cha làm gì vậy cha? Cha đừng có như vậy nữa. Em con có làm gì đến tình đến tội mà suốt ngày cha cứ kiếm chuyện với em con hoài vậy? Nó không làm gì nên tội hả? Cái nhà này bây giờ ra nóng nổi như vậy á là cũng tại vì nó không có biết điều. Còn mày nữa, tao nghi lắm. Tao nghi á là cái con quỷ cái này nè, nó lên đây nó cản mày, cho nên mày mới không dám đi bán thận đúng không? Chà, không phải có mỗi Út mày cản con đâu. Nếu như ai trong trường hợp đó gặp con đi bán thận vậy, người ta cũng cản con rồi cha. Chứ không phải giống như cha đâu. Cha nhìn lại cha đi. Tao sao? Vì lúc con nghĩ, con không biết con có phải là con của cha không nữa. Ê, cái thằng khốn nạn. Mày hả mày? Mày nói như vậy có nghĩa là hồi đó con gái mẹ của mày lấy bậy mới đẻ ra mày phải không? Hay là mày muốn nói mày từ đứa trẻ mày trúng lên? Hay là mày cũng giống như cái con quỷ cái đó, là cái dòng mà trôi sông lạc chợ? Cha, cho nó nhỏ được không cha? Không, tao nói vậy đó. Cha đừng có nặng vậy ông mày được không cha? Em con nghe được nó tủi thân lắm á. Nó tủi thân kệ cha đó. Cha, tao chỉ nói sự thật thôi. Cha, nó nhỏ được không cha? Không. Nếu như cái đêm đó tao không phát hiện ra nó, không ẵm nó lên từ mé sông để đem về nuôi nấng, thì nó có được như ngày hôm nay không? Vậy mà nó không biết điều. Tao đợi nó khỏe lại, tao sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Rồi tao sẽ nói cho nó nghe, và tao sẽ nói hết với cái xứ Gò Tháp này. Nó chỉ là cái thứ trôi sông lạc chợ thôi. Chà, còn cha của nó đó hả, bị người ta đánh lọt sông chết quen rồi. Chà, chứ nói gì vậy chà? Tao nói vậy đó. Trời ơi, chứ nói gì kỳ vậy? Tao thích bệnh
chuyện gì đâu mà nóng chết luôn vậy. Hai Bình à, tôi sao còn tới đây nữa? Tại ông mà em kéo tôi mới bị như vậy đó. Hả? Vậy là cái người này đụng mút bay á hả? Tiền. Bồi thường 20 triệu. Nhanh lên. Không lẽ ông không nhận ra mình? Nhìn gì? Đẹp trai gì mà bị bóng hả? Ê, không được đâu nghe. Ông anh à, chỉ có chút hiểu lầm thôi. Hay là mình đi kiếm chỗ nào đó rồi nói chuyện nghe. Có bồi thường không? Có. Có đi. Gửi qua cho anh cậu nè. Đi. Thôi mình đi. Chả. Đó, chuyện là như vậy đó. Sau khi xảy ra tai nạn, tôi đưa con gái anh vô bệnh viện liền và chịu mọi chi phí cho cổ. Nhưng dù gì, ông cũng nên biết được một chút chứ. Cho dù tôi không phải là cha ruột của nó đi, nhưng mà tôi có công nuôi nó lớn. Mặc dù là tôi không có tiền, vậy mà hay tin nó bị nạn, cũng ráng khăn gói lên đây vậy. Ông đụng nó thì ông phải có cái gì đó với tôi chứ. Giờ chuyện đó để tôi tính. Tôi sẽ gửi ông anh khoản tiền ăn uống và chi tiêu đi lại. Vậy cũng được. Ông anh nè. Hả? Hồi nãy tôi đứng ở cửa phòng, tình cờ nghe ông anh nói về Út Mây. Nói vậy là gia đình ông anh ở Gò Tháp hả? Hả? Ủa, mà ông hỏi làm gì? Không có gì. Tại vì tôi quan tâm tới Út Mây nên muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của cổ vậy thôi. Nếu như ông nghe rồi á thì tôi cũng không giấu luôn. Hồi đó chính tôi là người ẵm nó lên khỏi cái mé sông Vàm Đớn, rồi á đem nó về nhà nuôi. Nếu không á thì nó đã chết quẹo rồi. Nhưng ông Minh có biết cha mẹ ruột của Út Mây bây giờ đang ở đâu không? Với lại cái đêm ông Minh phát hiện ra Út Mây đó, thì lúc đó có thấy chuyện gì xảy ra nữa không? Chuyện gì là chuyện gì? Ý tôi là lúc đó ông anh có thấy cha hoặc mẹ của cổ ở gần đó không? Mà tôi cứ thắc mắc hoài, tại sao cha mẹ lại bỏ rơi con giữa sông như vậy? Đêm đó chính tôi là người nhìn thấy cha nó bị người ta chém, sau đó còn đẩy xác xuống sông nữa. Nếu đêm đó tôi mà không cứu nó thì nó cũng đã chết theo thằng cha nó rồi. Chỉ tiếc là lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn được mặt của cái thằng hung thủ. Anh nói cha của Út Mây bị đẩy xác xuống sông hả? Sao tội quá vậy? Vậy lúc đó anh có nhớ được cái xác của ổng lên không? Rồi có chắc là ổng chết không? Nếu mà bị trôi giật giờ trên sông thì linh hồn của người ta sẽ lạnh lẽo lắm đây. Cái thằng cha này có vẻ quan tâm tới con Út Mây quá. Chắc là nó đã mê con nhỏ rồi. Mình phải tìm cách để moi thêm tiền của trả mới được. Chính tôi là người đã kéo cái xác của ổng lên bờ, rồi đào huyệt chôn ổng một cách rất là tử tế. Tôi định đắp cho ổng một cái mộ thật khang trang để che mưa che nắng. Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn chưa có tiền để làm. Tôi cũng thấy xót xa cho ổng lắm, cứ nằm vật vã ở bờ sông hoài. Thấy cũng tội. Thôi, chuyện về cha con Út Mây á, nó lạng vậy. Ông anh có thương nó thì cho tôi xin chút đỉnh để tôi về quê, tôi đắp lại cái mộ của cha nó. Được mà. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi thấy hơi thắc mắc, tại sao ông chết thê thảm như vậy mà bao nhiêu năm nay không ai hay biết gì hết vậy? Tại vì tôi giấu. Hồi đó tôi không có muốn liên lụy vô cái vụ án mạng này nên tôi đâu có cho ai biết đâu. Kể cả bà già của tôi với thằng con trai của tôi cũng không biết luôn mà. Nhưng mà bây giờ tôi thấy chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi, tôi chả có gì phải sợ.
Lần này hả? Đợi cho nó tỉnh lại, tôi sẽ nói ra hết. Cho nó biết hả? Nó chỉ là đứa con hoang thôi. Thằng cha nó thì bị người ta giết chết. Để cho nó sáng mắt ra. Để nó phải biết ơn tôi đã cứu mạng nó và nuôi nấng nó. Thôi mà ông anh, cái vụ án mạng đó cũng không có hay ho gì đâu. Tôi nghĩ ông anh cũng đừng nên nói cho cổ biết, cổ sẽ buồn lắm đó. Đây, coi như là tôi thay mặt cho Út Mây xin lỗi ông anh nha. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, tôi cũng không muốn nói làm gì cho nó lớn chuyện, tại vì có con nhỏ đó nó không biết điều. Nhưng mà thôi, ông anh đã nói vậy thì tôi sẽ tha cho nó. Nhưng mà mai mốt nó tiếp tục làm cho tôi phật ý, tôi cũng không biết sao nữa nghe. Ừ vậy đó. Cha của nó đã bị người ta giết chết rồi. Chính tôi là người kéo cái xác của ông lên bờ rồi đào nguyệt chôn cất ổng cho đàng hoàng tử tế. Nếu cổ mày nói một con trong tôi nữa, tôi sẽ nói ra hết. Cho nó biết nó chỉ là đứa con quan. Cha nó bị người ta giết chết rồi. Hóa ra Minh Tường thực sự đã chết. Nếu muốn thằng già nó câm miệng lại thì chỉ cần có tiền cho nó là xong. Nhưng mà không được. Nếu như cứ để ổng bên cạnh Út Mai như vậy thì sớm muộn gì vụ án mạng năm xưa cũng lộ ra. Lúc đó rất có thể bà Lam sẽ biết chuyện. Bà lại đang nghi ngờ mình và sẵn sàng tố cáo mình nếu có manh mối về cái chết của Minh Tường. Tới chừng đó mọi chuyện sẽ rất là rắc rối. Chỉ còn chắc là phải tách rời Út Mây ra khỏi Gò Tháp để nó không có cơ hội biết được sự thật về cái chết của cha nó. Dù sao thì Út Mây cũng là một con bé tài năng. Nó có thể giúp mình hái ra tiền. Coi như là một công đôi chuyện. Còn cái thằng già đó, nếu không thể bịt miệng hắn bằng tiền thì mình sẽ tính bằng cách khác. Bệnh đó mà anh lớn thần hộ mệnh thấy con không chịu ngủ
thì anh không có vui đâu. Anh buồn lắm đó. Thế Hòa đợi anh lớn thần hộ mệnh. Thúy Hòa biểu hiện như vậy có nghĩa là nó đang nhớ Hai Bình. Biết làm sao để cho Thúy Hòa gặp lại Hai Bình đây. Bức chân dung này có khi nào là của Hai Bình tặng cho Thúy Hòa không? Mà cũng khó hiểu quá. Chẳng lẽ Hai Bình đang ở Sài Gòn sao? Nếu vậy, tại sao cậu ta lại không trực tiếp gửi cho Thúy Hòa mà lại âm thầm gắn bức tranh lên song cửa? Ngày mai mình phải qua bên chỗ trọ của Trầm coi Hai Bình có ghé đó hay không.